cái này quay dựng để làm đó, đó quay để làm đấy. Thanh nó bảo Thanh ơi có lấy thông về chồng không Thanh ơi. À, Thanh có lấy thông về chồng không? Thanh nó chỉ lấy cái gì thôi, cái gì đó. Biết sao kêu Nguyên mà Nguyên biết nói mà không biết không nói điện thoại xong không biết là ai hay thiệt cái chỗ bữa mà đứng đái nè. Đàng hoàng nó đi từ thiện thì phải nhìn mặt mũi chứ đi quay cảnh không trời. Xưa nhà ở đây này nhưng mà giờ giữ xong rồi. Chắc phải qua chỗ thằng em lên cái đó. Ờ bên dẫn cái đó. Các bạn có biết vô 17 cây. Nói chung là nào đâu biết gì. Trời em Duyên vào trong 12 3 cây. Ờ xa đó, đi cái nửa tiếng rồi nè. Số điện thoại giờ sao biết đường, sao biết nhà? Hello. Số điện thoại nó hỏi cây số mấy. Đang xem cái ba. Trần Tươi đấy. Bà Phong á đối diện nhà thờ tiệm vàng á. Nhớ ngày xưa công ơi đúng không? Đi bộ đội. Đói không có ăn ra bà nấu cơm rồi bà cho ăn. Ai? Không. À. Giờ bà chết rồi, giờ nhớ đấy, giờ đi ghé vào một tí. Chưa có tiền ra nhà đâu. Thế này. Thế thấy cái tiền đi lăn nó chỉ đi săn nó kỹ lắm. Đợt trước đi tìm rồi thấy gặp hai kia là mà. Về là cho số điện thoại đó cái điện đó. Cho số điện rồi ra tìm ở đó thằng kêu đó rồi ra. Thì cái ông tiếng ô tô nặng là giữ được nặng qua bên kia nhở? Bây giờ thấy em đi rồi chứ? Em ở nhà mà đi lĩnh mà thiếu tiền ông Rìu à. Giờ ngõi đưa ra dân bản để ông Rìu đổi. Đúng mà tao đang đi Bắc Ái, đi được đi chơi đâu? Kêu đi chơi sướng vậy rồi ái đi chơi đâu ra ngoài này nè ngoài nào thôi đi lĩnh nghĩa là hồi đi lĩnh nhận ngoài là má phép rồi vừa đó má lĩnh ở đâu Hà Thanh Bình Hà Thanh Bình hả Hà Thanh Bình à, đây ta Đắk Lắc mà đâu sức bình đây chỉ nhà ngói này mới ghê chứ bây giờ ông vào cái nhà ông về nhà ngói này không được tao bên kia sao biết mày hai ba thằng bác hai ba chồng gạch cả đây đồi rìu với đồ phòng đó như vậy mình tưởng không chạy rồng này chết đè chết ngắt rồi ông nội nó không chết thì mình chết đó mình chết à đây đi xuống dưới sâu thẳm cái nhà này xây dừa lưng vào tuổi là nguy hiểm sát suối à đó là tao chỉ để thấy hoa họ anh ấy nói chỉ con vườn gần tới rồi đó thế thằng Duyên à thôi còn lâu thôi gần tới này đi khúc qua cái chỗ nhớ khúc qua chứ đồi này. Đi qua phút rồi mấy cái này là tới nằm bên phải nằm bên trái cái này nhé cao à nhà mới à nhà mới à, nhà mới trái. Trước mình đi là nhà cũ nhà nấu rượu nằm bên phải ờ nhà cũ không phải nằm bên đây nằm bên trái nhà mới thì nằm bên này một cái nhà cái đó mộ cái đồi đó làm nhà ghê không một đồi giờ đó nó nào cái đồi đó làm cái nhà bao văn phối mà nhà mới nè cho ở để xây không lại là mườn cái nhà bên phải là nhà
để mượn. Ok, chị có nhà đây đúng không? Đấy. Chào Thịnh, chào Thịnh đúng rồi. Chào Thịnh duyên khí về đây mua này. Cũng duyên nó bán rồi. Duyên vừa rồi nó về nó mua thêm chứ. Nó mới đi vừa rồi á là nó về đây nó mua mà. Duyên nó mua làm gì chơi? Ông mua ông ngứa rồi mai mốt ông về. Đi bệnh thì vợ nó nuôi lai lâu lâu mình ké có lai mà ăn chứ mà xa quá đi cũng mệt mà mình giờ về để không biết làm gì đợi ra Bình Dương được rồi về đây giờ mình về đây thật sự không biết làm gì không biết gì làm mà sống để sách cua sách này đi không làm được và... là cốt của ông nội đó thì mình làm biếng lâu năm rồi quá giờ làm nặng không được. Bướm nhiều chứ. À, cái này là nãy đi trước mình có Hàm Hương đi trước. Bướm phải theo. Ba xe chạy trước rồi, này xe đen nó thấy giờ nhìn thấy chưa? Sao mà? À. Thấy rồi hả? Vậy là nó không dí theo mình. Nó thề nó không bỏ đuôi mình rồi. Bây giờ nó chỉ có một cơn về trông cậy vào mình thôi. Ô mình thấy nó có mình sốt luôn. Nó phát được đâu. Bỏ tiếng mô tô luôn rồi. Bây giờ phải ở đây mà. Bán giờ. Ủa. Tí xuống tới lời quay.